đôi môi em còn đỏ mọng. Ok, xin chào các bạn, thì đây là mình vừa mới nhận được một cái sản phẩm này, đó chính là một cái âm ly 12V 2000W. Đấy, âm ly của tôi 12V 2000W là mình vừa mới lấy xong. Thì cái sản phẩm này thì mình lấy tại Bang Út, thì link mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này. Cái giá của nó sẽ rơi vào khoảng 55, 56 đô gì đấy. Nói chung là quy đổi ra tiền Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng 1,3 triệu. Đấy, ok, thì bạn nào muốn mua cái sản phẩm này có thể bấm vào cái link dưới phần mô tả nhé. Đấy, mình vừa nhận xong, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Rất là to và nặng luôn các bạn ạ. Rất là to luôn. Nhìn ở trong video mình không nghĩ là nó sẽ to như thế này luôn. Đây, amplifier này. 4 kênh nha các bạn nhá, class AB. Đấy. Thì cái này mình thấy nó, hôm nay mình lướt trên Bang Út thì thấy cái này nó cũng giống cái loại ampli mà mấy cái ông Tây, mấy ông ở bên Mỹ ấy, đóng cái những cái loa súp cho ô tô ấy. Đấy, các ông hay dùng cái loại này, không biết là lấy về xem là có phải không. Đấy, thì đây cái hộp nó như này các bạn này. Đấy, để có hình ô tô này. Xem không công suất nó ghi đâu này. 4 kênh này, class AB các bạn ạ. Rồi, nói chung là ở trên vỏ hộp cũng chẳng có thông số gì hết. Thì bên trong nó sẽ là một cái sản phẩm chúng ta này. Wow, rất là nặng luôn. Và được bọc ở trong một cái túi bóng rất là cẩn thận. Rồi, bỏ tạm sang một bên nhá. Thì đây chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Nhưng mà cái này là người ta hướng dẫn là đấu nối ấy. Đấy, 4 kênh. Bỏ tạm sang một bên nhá. Và đây người ta sẽ cho thêm một số cái như là cầu chì, là ốc vít để bắt vào cái gì đó này các bạn này. Đấy, có cả bu lông và ốc vít nhá. Cầu chì để xem cầu chì loại bao nhiêu A này. Cầu chì thì 30A các bạn nhá. Đấy. Thì hết rồi. Quay lại với cái sản phẩm chúng ta này. Có một cái hộp sắt rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Nói chung mình rất thích cái kiểu thiết kế như thế này. Đấy. Đây, bóng nhẫy luôn các bạn. 2000W này. Đây là chữ watt, chính xác là chữ watt nha các bạn nhá, chứ không phải là chữ V kép đâu. Giống như là cái mạch mạch tạp xích kia là 1200W nhưng mà không phải. Thì ra đấy là cái mạch này là cái tên của nó là 12V 1200W nha các bạn nhá. Đấy. Thì cái model của cái sản phẩm này đó chính là 1500.4 4 kênh. Đấy, 4 kênh âm thanh âm ly của ô tô. Công suất là 2000W đầu ra. Ở đằng sau chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như là đây, hai cầu chì các bạn. Hai cầu chì 30A, có rút được không? Này chắc có rút được nhưng mà khá là cứng các bạn. Đây, cái này kết nối ra loa đằng trước này. Loa đằng trước này, cái này ra loa đằng sau này. Đây là cổng vào này, có cái đường remote này. Đấy. Thì ở mặt sau chúng ta sẽ có là cái sơ đồ đấu nối. Đây nó sẽ có 4 kênh. Đấy, và chúng ta kết nối như thế này. Bao nhiêu loa bao nhiêu inch, loa bao nhiêu inch, chúng ta kết nối như nào người ta đã ghi rõ ở trên này rồi. Đấy. Còn ở đây là cái mặt đằng trước này các bạn này.
Ở thì ở trên cái âm ly này nó cũng có cái chế độ là đánh đây là LPF là cắt tiếng siêu trầm này. Đấy. Còn HPF là cắt lấy tiếng cao. Còn ở giữa là anh full, các bạn có thể tùy chỉnh ở ba cái mức này. Bên này anh thế này. Đây là loa đằng sau này. Có một số cái chiếc áp này nhưng mà chúng ta cái này phải dùng tô vít thì mới chỉnh được nhá. Rất là nặng luôn, khá là to. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ mổ ra xem ra cái này ra xem là bên trong nó có những cái gì trước nhá. Rồi lát nữa chúng ta test sau. Khi mà nhận một cái sản phẩm nào về thì mình rất là háo hức đến cái bước mà mổ ra để xem linh kiện bên trong nó như thế nào. Mình muốn xem cấu tạo của nó trước rồi mình mới test. Thì đối với lại cái giá một khoảng 1.3 triệu như thế này mà chúng ta có một cái âm ly 12V 2000W như này thì cũng khá là rẻ đấy. Mình nghĩ là những cái sản phẩm giá rẻ như này thì chỉ có thể là Trung Quốc người ta mới làm được. Đấy. Mình thấy nó giống như những cái âm ly của mấy cái ông hay các bạn có hay xem những cái video mà các ông mấy ông chuyên đóng loa súp ấy, loa súp khủng cho ô tô thì các ông hay dùng cái loại đấy. Đấy. Còn có cái loại là 10kW, 10.000W các bạn. Mới to quá. Mình chơi ở nhà thì chỉ dùng cái loại 1-2.000W này thôi. Mình không có tiền mua ô tô. Khá là đẹp và chắc chắn các bạn, rất là đẹp luôn. Đấy, ở sau đằng sau nó dùng tất cả là đầu cốt hết đấy các bạn nhá. Đấy, thế nó đảm bảo ra cái độ chắc chắn. Wow. Cái vỏ sắt của nó rất là dày các bạn này. Thép nhá. Đấy, thì đây nó là cái nội thất bên trong các bạn này. Wow. Nhìn khá là bắt mắt luôn. Rất là bắt mắt các bạn. Mình tháo toàn bộ rồi nhá. Xem là toàn bộ nội tạng là cái sản phẩm này như thế nào. Thì trong cái quá trình tháo này có thể là nó nhiều ốc nên mình tháo cho lâu nên mình sẽ tua cho bạn đỡ mất thời gian nhá. Ui giời ơi. Đây các bạn này. Mãi mới tháo được các bạn ạ. Đấy, đây. Nó ngoài những cái ấy này, ngoài những cái kem tản nhiệt này nó dùng cái keo này, cái keo keo này người ta gọi là keo bê tông. Đấy, rất là cứng luôn. Đấy, chỗ này thì có hai đường tản nhiệt này. Còn cái men thì nó sẽ được cách với lại cái lớp vỏ này các bạn nhá. Đấy, thì đây. Toàn bộ cái nội thất của nó như này, cái vỏ cực kỳ nặng luôn. Bảo sao là nó nặng như thế. Thì đây nó là toàn bộ một cái bo mạch. Thì Trung Quốc này nó khác với Nhật ở chỗ là Trung Quốc ấy, gần như là nó làm toàn bộ tất cả linh kiện ở trên một bo mạch luôn. Đấy, bo nguồn này, bo công suất này, bo khuếch đại đầu vào này, đều làm ở trong một bo mạch hết luôn. Đấy, còn Nhật thì mỗi một cái phong cách thiết kế của họ là họ sẽ cho ra nhiều những cái đường khác nhau, nhiều bo khác nhau. Đấy. Thì ở đây nó cũng giống với lại cái nguyên lý làm việc của cái bo này thôi. Đấy, thì nó sẽ dùng cái điện một chiều 12V. Đấy, xong nó kích lên như thế là ở đây xem tụ dùng bao nhiêu. Tụ dùng 25V. 25V thì khả năng đây nó kích lên là 20V. Lát thì mình sẽ đo thử 20V đối xứng xong là nó sẽ đưa vào cái bo công suất này.
Đấy, dùng cái biến áp xuyến à, biến áp xuyến các bạn nhá, biến áp xung. Ừ. Thì ở đây nó sẽ dùng là 4 con MOSFET 50N06, 4 MOSFET này. Đấy, 50N06 nhá. Mà cái bo này là bo bo được điều khiển bởi con là con TL494 này. Ở Trung Quốc rất hay dùng con TL494 nhá. Đây, TL494CN này. Đấy, chứ ít khi, hiếm khi là thấy một sản phẩm Trung Quốc nào mà lại sử dụng con SG325. Đấy. Mặc dù là đều là IC dao động. Đấy, thì cái dàn công suất nó sẽ sử dụng tổng cộng là 8 con. 8 con là C5198 này và sao lại 8 con C5198 nhỉ? Lạ nhỉ? Nó sử dụng tất cả ở đây đều là C5198 các bạn ạ. Chỗ này ở trên main là nó ghi là A1013 cơ mà. Ừ. Đây, một con A1013 và một con đâu? Không phải, đây là A1013 là chan chan thúc chứ không phải là ấy, mà đây sao lại toàn dùng là C5198 này. Đây, bốn con C5198 này. Ở dưới bốn con C5198. Sao là vậy nhỉ? Ở bên ngoài ghi là mạch class AB mà. Ừ, kệ đi. Miễn nó dùng được là được. Đấy. Thì ở cái mạch tiền khuếch đại thì nó sẽ sử dụng tổng cộng là đôi 46 con 4558. Đấy, 6 con 4558 nhé các bạn nhá. Đây, đôi 46 này. 6 con 4558D. Thì ở đây sẽ dùng cho là cắt sub với lại khuếch tiền khuếch đại đầu vào. Ừ. Rất là to, cái mạch rất là to. Nhìn linh kiện này cũng sửa thì cũng chối các bạn ạ. Đấy, một đống linh kiện luôn, toàn tụ với lại toàn chan khuếch đại đầu vào. Mặt dưới này. Nói chung là cái mạch in này mình đánh giá nó cũng khá là ok so với cái tầm tiền 1 triệu bạc. 1 triệu bạc các bạn ạ, có hơn 1 triệu tí. Đấy, mà ở trên Banggood thì người ta lại đang là có chương trình là miễn phí vận chuyển đối với lại những cái đơn hàng trên 700.000. Đấy. Đây, chỗ này có cả biến nhiệt các bạn nhé. Bên đây là hai con diode này, hai diode kép này để lấy ra nguồn đối xứng. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp quay trở lại và mình sẽ tiến hành là test về cái đôi loa của mình nhá. Xem là nó có kéo được không nhá. Ok. Ok, thì như vậy là cái âm ly này mình đã kết nối nguồn. Ở đây mình sử dụng cái nguồn 12V 12A các bạn nhá, cái bình ắc quy của xe đạp điện ấy. Đấy, để kết nối vào âm ly này. Đấy, và cũng như là hai cái nguồn đầu ra mình đã cho nó nối vào hai cái đôi loa này các bạn này. Đấy, hai cái thùng loa, mỗi thùng là 2 bát 25 các bạn nhá. Các bạn nào hay xem video của mình thì đã biết rất là rõ về cái đôi loa này rồi. Đấy, thì cái âm ly này nó sẽ hỗ trợ đánh 4 kênh riêng biệt các bạn nhá. Đấy, nhưng mà ở đây mình chỉ có hai loa nên mình chỉ sử dụng là hai kênh thôi, hai kênh của loa đằng trước này. Đấy, thì cứ hai chấu này, hai cái đầu cốt này là một loa. Đấy, và nếu mà các bạn có hai loa các bạn có thể đánh cầu để cho nó tăng công suất cũng được, nhưng mà đây mình không đánh cầu. Đấy, các bạn nhìn thấy cái ký hiệu của nó này. Đấy, đánh bright này, tức là đánh cầu các bạn nhá, đánh chập kênh. Ok, thì ở đây mình đã kết nối sẵn rồi. Còn về cái phần mặt trước các bạn ạ, thì ở đây nó sẽ có hai cái cổng in. Đấy. Đây, LR in bên phải và LR in bên trái các bạn nhá. Thì đây nó chia ra là 4 kênh riêng biệt các bạn nhá. Đấy, thì ở đây nó có các cái chế độ là cái công tắc này nó sẽ là bát. Nó sẽ là tăng cái âm bát của chúng ta lên. Đấy, như ở đây là bình thường này, gạt vào giữa thì nó sẽ là tăng lên 6 dB và gạt vào bên phải nó sẽ tăng lên là 12 dB. Đấy. Còn cái đây là cắt tiếng siêu trầm. Ở bên trái là tiếng full này. Giữa là siêu trầm của loa đằng trước này và bên bên phải ở bên trái này này, bên này bên phải các bạn nhé. Còn đây là bên trái. Bên trái nó sẽ là cắt tiếng cao của loa đằng trước, cũng như là có hai cái volume để chỉnh cái tần số cắt. Đấy. Còn bên này cũng thế này, ở đây cũng chỉ có cái cắt siêu trầm thôi. Ok, bây giờ mình cho phát cho các bạn nghe một đoạn nhạc nhé. Vẫn là cái bài nhạc sàn quen thuộc thôi.